Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Cao đẳng BIS là một trường cao đẳng cộng đồng được thành lập năm 1967 tại thành phố Lakewood của bang Washington, Mỹ. Mỗi năm, trường là nơi học tập và nghiên cứu của hơn 21.000 sinh viên. Hiện tại, trường có hai campus đều ở thành phố Lakewood của bang Washington. Thành phố Lakewood, bang Washington chỉ cách Seattle 45 phút đi xe là cửa ngõ của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ. Đây là một khu vực có thiên nhiên yên bình, khí hậu mát mẻ và nhiều danh lam như là núi, sông, biển v.v. Sinh viên học tập và sinh sống tại đây sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa như là bơi thuyền, đi bộ đường dài, đạp xe đạp tại các công viên quốc gia. Thành phố Seattle cũng là nổi tiếng là một thành phố sầm uất và năng động của nước Mỹ. Trường cao đẳng BIS cách sân bay quốc tế chỉ khoảng 50 km, khoảng 1 tiếng để đi xe. Những điểm nổi bật của trường: đa dạng chuyên ngành học, đa dạng các loại bằng cấp, nhiều hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao hấp dẫn, nâng cao đời sống sinh viên tại thành phố. Có chương trình Anh ngữ ESL cho sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh, chương trình cao đẳng kép dự bị cơ hội vào học Stanford năm 18 tuổi, chương trình cao đẳng cộng đồng danh dự, chương trình duy nhất làm đối tác với cả các trường đại học công lập và tư thục danh giá trên khắp nước Mỹ. Cộng đồng học tập lành mạnh, mang tính hỗ trợ cao, đội ngũ giảng viên nhiệt huyết và chất lượng, lớp học nhỏ, phát huy tính tương tác. Để được tư vấn về hồ sơ xin visa du học Mỹ, chọn trường phù hợp cho bản thân, các bạn hãy liên hệ đến công ty Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166515771. Chương trình đào tạo của trường cao đẳng BIS rất đa dạng, bao gồm rất nhiều chuyên ngành khác nhau để sinh viên lựa chọn như giáo dục, khoa học, nha sĩ, v.v. Đặc biệt, sinh viên có thể lựa chọn học chương trình danh dự chất lượng cao, được thiết kế để giúp cho học sinh đạt được giấc mơ của mình. Chương trình danh dự 2 năm mang tính cạnh tranh, chuẩn bị cho sinh viên vào học năm 3 và năm 4 tại 200 trường đại học hàng đầu của nước Mỹ. Ngoài ra, chương trình giúp sinh viên khai thác toàn bộ tiềm năng để chuyển tiếp thành công vào các trường đại học danh tiếng. 85% những sinh viên tốt nghiệp được chấp nhận vào các trường đại học như là Stanford, Cornell, University of Southern California, University of Washington, v.v. và còn nhiều trường khác nữa. Sinh viên có nhiều lựa chọn chỗ ở khi học tập tại trường như là homestay, ký túc xá hoặc là mướn nhà riêng ở gần trường. Trường khuyến khích sinh viên quốc tế lựa chọn ở homestay hoặc ký túc xá của trường trong những năm đầu tiên để sinh viên làm quen với cuộc sống và văn hóa tại Mỹ trước khi chuyển ra ở riêng. Năm 2006, thư viện của trường đạt giải thưởng cấp quốc gia. Và điều kiện đầu vào của trường đối với chương trình cao đẳng cộng đồng bình thường, điều kiện đầu vào cũng tương tự như các trường cao đẳng cộng đồng khác, là yêu cầu sinh viên phải tốt nghiệp cấp 3 và điểm GPA từ mức trung bình trở lên. Sinh viên không yêu cầu phải có tiếng Anh trước khi vào học. Trường có thể cung cấp chương trình tiếng Anh ESL dành cho sinh viên quốc tế. Điều đặc biệt tại trường cao đẳng BIS là trường có cung cấp chương trình cao đẳng kép. Đây là chương trình được thiết kế cho học sinh lớp 11 chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và một lựa chọn tuyệt vời nhằm tiết kiệm được chi phí thời gian học cho học sinh sinh viên. Đối với chương trình cao đẳng kép, điều kiện đầu vào của các trường cao đẳng cộng đồng tương đối thấp và ít cạnh tranh hơn so với các trường đại học hệ 4 năm. Sinh viên chỉ cần đủ 16 tuổi và có học lực trên trung bình, chứng chỉ TOEFL 61 trở lên, IELTS 5.0 đến 5.5, không yêu cầu điểm SAT và bài viết tự luận. Nhiều trường chấp nhận sinh viên làm bài kiểm tra tiếng Anh tại trường thay thế cho chứng chỉ IELTS TOEFL. Ngoài ra, các khóa tiếng Anh dự bị cũng được tổ chức cho các sinh viên chưa đạt được yêu cầu đầu vào của trường. Các kỳ nhập học của trường là tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 9. Để được tư vấn miễn phí về chương trình du học của các nước cũng như là về trường của các trường tại Mỹ, các bạn có thể liên hệ đến hotline 0996277629 và 0166515771 hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tân-đại-dương.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Bạn đến với chương trình chia sẻ về du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì có sự góp mặt của bạn Trương Ngọc Phương Anh vừa nhận được visa du học Mỹ. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng có cuộc trò chuyện ngắn với bạn Phương Anh nhé. Chào Phương Anh. Chào chị. Em biết thì đôi nét về bản thân em.
Em tên Trương Ngọc Phương Anh, em vừa mới kết thúc lớp 11 tại trường Trần Phú và hiện tại em đang học lớp 12 và em vừa được nhận visa du học Mỹ. Em vừa giới thiệu là em đã hoàn tất cái lớp 11 tại Việt Nam. Dạ. Thì không biết là qua Mỹ mình sẽ học tiếp chương trình gì bên đó ha? Em sẽ học chương trình High School Completion, nghĩa là trong 2 năm em sẽ được có bằng cao đẳng và bằng phổ thông trung học luôn. Với cái chương trình đó thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn đúng không? Dạ. Mình sẽ học ở bang nào và trường nào bên Mỹ? Em sẽ học ở trường Seattle, ở thành phố Seattle, bang Washington. Trường từng được bình chọn là trường cao đẳng học thức của bang. Rồi trường cũng được rất nhiều học sinh quốc tế chọn làm nơi đến. Và ký túc xá của trường thì rất là hiện đại, rất là phù hợp và thuận tiện cho em trong việc học ở đó. Vậy là qua bên Mỹ thì mình sẽ ở ký túc xá của trường hay sao? Dạ, vâng. Vậy là mình, đây là lần đầu tiên em xa nhà. Dạ. Thì cái cảm giác mà lần đầu tiên đi xa nhà thì em có cảm thấy là sợ hay là lo lắng gì không? Dạ, lúc đầu thì em thấy rất là thích thú. Nhưng mà dần dần khi mà nhận được visa rồi thì em cũng hơi lo, tại vì ở chung với gia đình lâu rồi, bây giờ thấy xa gia đình thì cũng rất là run và sợ. Một mình xa nhà đúng không? Dạ. Thì khi mà qua bên Mỹ học, nếu như mà cần sự hỗ trợ gì thì em cứ liên lạc với lại các nhân viên của Tân Đại Dương. Dạ. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ em trong thời gian học tập tại Mỹ ha. Dạ. Chắc chị hỏi thêm là cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Khi làm hồ sơ Tân Đại Dương thì em rất thích cái cách mà mấy chị phổ biến rất là tận tình và chu đáo. Mẹ em và em đều thích. Mẹ em lúc đầu thì mẹ em chỉ là tình cờ search trên mạng công ty của mình. Rồi khi mà tư vấn thử thì chị Oanh tư vấn cho mẹ em thì mẹ em thấy rất là thích. Với lại chị Oanh rất là gần gũi. Rồi mẹ em thích cái cách phong cách tư vấn của chị Oanh nên mẹ em đã quyết định chọn Tân Đại Dương làm giấy tờ để em đi du học. Khi em học phỏng vấn ở đây thì lúc đầu học với anh Khôi cũng rất là tận tình, chỉ cho từng cái một, dạy cho cách để mà tìm trường này như thế nào. Còn bên chị Oanh thì chị Oanh rất là tận tình với em, chỉ với em từng cái một, cái gì mà em chưa biết hoặc là tiếng Anh em còn yếu chỗ nào thì chị chỉ rất là tận tình. Trong quá trình trình thông tin về trường thì lúc đầu thì em chưa có ý định là du học, nhưng mà khi mà chị Anh thông tin cho em về trường này thì mẹ em và em thì cũng tìm sơ rồi, nhưng mà em cũng chưa tìm được nhiều trên mạng. Khi đi học với anh Khôi á thì những cái trang web mà liên quan tới trường học này nọ thì anh Khôi chỉ từng cái một, trang web này dùng để làm gì, xong rồi anh còn chỉ sửa cho cách nói làm sao cho tốt, rồi tiếng Anh như thế nào thì dễ đọc và thuận tiện cho tụi em khi đi phỏng vấn. Còn anh bảo anh lúc đầu khi mà chuẩn bị đi phỏng vấn em rất là sợ, nhưng mà khi mà nói chuyện với anh bảo anh em thấy mình rất là tự tin và tự tin hơn. Anh bảo anh rất là tự tin. Cho chị hỏi thêm là cái dự định của Phương Anh sau khi mà học xong tại Mỹ thì em có cái dự định như thế nào? Em chủ yếu của em đi học là để giúp cho gia đình phát triển và cũng như quản lý công ty của gia đình, nên khi đi học ở Mỹ thì em sẽ quay về với gia đình và phụ giúp trong công việc của gia đình. Thì là nhớ gia đình mình hiện tại là đang có công ty riêng. Dạ. Thì công ty của gia đình mình là về cái lĩnh vực gì ạ? Dạ. Nhà em thì sản xuất và cung cấp cùng đồ bộ cho các chợ và các siêu thị lớn ở trong thành phố của mình cũng như các tỉnh khác ở trên Việt Nam. Chị cảm ơn em chia sẻ của Phương Anh nha, và chúc cho em thì sẽ hoàn thành được ước mơ của mình trong tương lai. Dạ, em cảm ơn. Vừa rồi thì các bạn cũng vừa lắng nghe những chia sẻ của Phương Anh về quá trình làm hồ sơ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn đã đạt được visa du học Mỹ thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.